Mỗi khi thèm hương vị bánh tráng Phan Rang thì mình lại ghé Nhi Nhi quán. Đó là câu bạn mình hay nói, còn ngon hay không thì các bạn hãy xem đến cuối clip nha. Hi, xin chào cả nhà, mình là Vũ Vi Vu đây. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn quán bánh tráng nướng Phan Rang Nhi Nhi quán. Quán nằm ở số 164 đường 20 phường 5 quận Gò Vấp, không gian quán rất thoáng, rộng rãi, sạch sẽ. Menu của quán đa dạng, đầy đủ các loại đặc sản Phan Rang, giá khá rẻ, dao động từ 7 tới 28 ngàn. Mình order bánh trứng, bánh thập cẩm, cúc lộn xà me, chén trứng phô mai, nem chua, bánh tráng mỡ hành. Phần bánh tráng được làm rất ngon, bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm mềm, cắn vào cảm nhận được vị mặn mặn của ruốc, vị béo béo của trứng, đặc biệt chấm vào chén chấm pha sẵn của quán thì vị ngon tăng lên gấp bội. Chén trứng nướng ngon béo ăn chung với nước sốt chua ngọt rất cuốn. Phần nem chua nướng hơi mắc nhưng bù lại mình thấy vị chua chua ngọt ngọt ngon đúng vị Phan Rang. Đặc biệt các bạn nên order thử món bánh tráng mỡ hành nhé. Bánh tráng nóng giòn chấm vào chén mỡ hành mặn mặn ngọt ngọt tóp mỡ béo béo, bảo đảm hương vị mới lạ này sẽ không làm bạn thất vọng. Và đây là tổng thiệt hại cho hai người ăn no nê. Recommend cả nhà nên thử ngay nhé. Follow mình để trải nghiệm nhiều hơn nha.